đông của con này hả? Tại sao các con bún con khác là con rất chiều mà tại sao riêng con sóc này là hay chạy chạy với nó thế hả? U đông hình nhọn. Đấy, u đông hình nhờn, u đông thì yêu mà nhìn thế này mày mày cắn nó Rồi, úi dồi, úi dồi. nó mặt nó cắt không còn một giọt máu ấy này, khổ thân nó chưa. U đông còn nhảy lên mồm, trèo lên người. Thôi nhá, lần sau nhá, trường nghe chưa, Anh cho em làm một giỏi không? nghe chưa Cái này anh cũng làm được. Quay đây. Dễ mà, anh làm trên điện thoại suốt rồi, em làm hòa với nhau chưa? Làm hòa nhá. Bây giờ hai đứa sống chung nhà rồi phải hòa thuận nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Người các bạn. Làm điện thoại rồi. Nghe chưa? Thương sóc như thương u đông ấy. Đây u đông của con đây. Đấy. Đấy. Rồi. Ngoan nghe chưa? U đông trèo đầu cưỡi cổ được. Sóc trèo ra một cái hai mặt cắn thì cái mặt nó sợ sệt. Không sao đâu, con cứ ngoan, con không sợ đâu. Không sao đâu. Ai chắc là mày giành gái của nó thì đúng không? Mày cũng nổi tiếng lắm mà, mày nổi tiếng mày dê lắm mà, mày giành gái của nó đúng không? Mày đánh nhau cái gì? Giành gái. Đúng không? Chiêm to như nhau. Hai con cùng chim to, hai con cùng giành gái của nhau cơ. Hả? À, một con thì bé như cái mắm ấy. Nào, và thôi nhá. Từ nay trở đi không đánh em nữa nghe chưa? Tao mà nhìn đánh một lần nữa là mày ăn đòn nghe chưa? Nghe chưa? Dù nó có giành gái của mày nhưng mà mày to hơn. Nhá. Mày đánh nó. Mày nó nhỏ hơn mày phải nhường. Nhá. Mày không hợp với những con phốc sóc đâu, nó mới là phốc sóc, nó mới hợp với những con đấy. Còn làm sao con lá lát cơ mà làm sao mà con giành gái với nó, giành phốc sóc với nó được? Để em sau em lớn. Đợi em sau lớn. Còn mày nữa, mày phốc sóc mày không được giành lát với nó nghe chưa? Cái loại mày bé như thế này làm sao mày nhảy đến được người lát được? Dành cơ. Nhỉ cái mặt. Mặt đấy tươi được tí rồi đấy, ngoan, nghe chưa? Cả hai đứa yêu nhau đi, thắm thiết vào nhá. Đấy, mày ôm nhau đi, bây giờ mày mà thả nhau ra tao bảo. Mày cứ thả nhau ra tao bảo. Ôm đến khi nào mà yêu nhau thôi. Còn đánh nhau nữa tao bảo tao đánh cả hai cơ. Khó. Nghe chưa? Này mật thôi nhá. Rồi, ôm nhau. Cứ ngồi đây ôm. Tao hôm nay phải ôm 30 phút. Ngồi đây ôm nghe chưa? Ôm 30 phút mới được đứng dậy. Như kiểu bất mãn ấy, như kiểu bất mãn ấy. Chị ơi. Đấy, phải tươi như này. Đi ở lốt đi. Đang đi ở bị lôi ra. Con kia đi thẳng. Ngoan chưa? Nào, ôm mặt.